S15 G bản Mỹ chạy chip Snapdragon, con này nhiều anh em đang tìm này. Chào mừng các bạn đã đến với ZTech. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy để lại một subscribe ủng hộ mình trong những video sắp tới. Samsung Galaxy S15G, đây là chiếc máy được rất nhiều anh em ưa thích và lựa chọn sử dụng trong thời gian vừa qua. Bởi vì là ở cái thời điểm này, S15G nó đã có mức giá là quá tốt đối với một chiếc máy 99% Hàn Quốc, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là hơn 7 triệu. Thế nhưng mà phiên bản Hàn Quốc thì có nhiều anh em vẫn chưa mặn mà cho lắm, bởi vì nó lại chip Exynos, đúng không ạ? Thì hôm nay mình đã có ở đây là phiên bản Mỹ chạy chip Qualcomm Snapdragon, chia sẻ một câu chuyện thì cảm giác là nó hơi phèn phèn một tí. Đấy là từ thời điểm S10 ra mắt đến bây giờ. Đến bây giờ mình mới được cầm vào con S15G bản Mỹ với chiếc Qualcomm Snapdragon. Trước đây chỉ mượn được bản Hàn mà thôi. Thế nên vội vàng làm video chia sẻ luôn để cho anh em. Nó sẽ chênh một vài trăm nghìn so với cái phiên bản Hàn Quốc. Cụ thể thì các bạn có thể tham khảo tại Di động Mỹ thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Cái đầu tiên mà có lẽ đa số các bạn sẽ quan tâm trên cái chiếc Galaxy S15G phiên bản Mỹ này, đó chính là hiệu năng của chiếc Qualcomm Snapdragon 855 trên nó hiện nay như thế nào. Thì ở đây mình cũng đã chấm thử điểm AnTuTu Benchmark. Chúng ta sẽ có số điểm lên tới là 440.844 điểm. CPU thì là 133.000 và GPU là 174.000. Hứa hẹn mang tới chúng ta những cái trải nghiệm rất là tốt, mà cũng chẳng phải hứa hẹn đâu. Mình đã thử cài vào đây là tựa game PUBG Mobile để chơi thử. Chúng ta có thể thấy rõ ràng nhất qua cái mức setting mà chiếc máy này có thể đạt được khi mà nó có thể mở tới là HDR cùng với FPS là cực độ. Trong khi đó thì với những phiên bản Hàn Quốc nó sẽ chỉ dừng lại ở HDR và FPS cực cao, hoặc là các bạn mở lên Ultra HD cũng được, nhưng cái FPS của nó cũng sẽ không được là quá cao. Còn với cái phiên bản Mỹ này với chiếc Qualcomm Snapdragon thì cái setting của nó đã nhỉnh hơn hẳn. Và nguyên một buổi tối hôm qua mình đã sử dụng cái chiếc máy này để chơi game khoảng tầm 3-4 trận gì đấy, thì mình nhận thấy rằng là cái chiếc máy này chơi ở thời gian dài, cái FPS của nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Tức là nó sẽ không có những hiện tượng bị giật thấy rõ ở trên cái màn hình, mang lại cho chúng ta những trải nghiệm khi mà chơi là thoải mái, là đã, là sướng hơn. Nhưng mà tất nhiên thì mình khuyên các bạn khi mà chơi những tựa game kiểu PUBG như thế này thì chúng ta vẫn để ở mức setting đó là mượt cùng FPS cực độ, để chúng ta có thể nhìn rõ ràng hơn tất cả những chi tiết về địch ở bên trong game. Không biết là các bạn thấy thế nào, chứ mình chơi game thì mình vẫn hay để mượt và cực độ để dễ nhìn nhất. Còn để ở cái mức gọi là HDR thì chi tiết hình ảnh nhìn đẹp ấy, nhưng mà nó hơi rối. Ok, cho tới những cái trải nghiệm hàng ngày đi. Vốn dĩ chơi game nó quá ngon rồi thì trải nghiệm hàng ngày nó cũng chẳng có gì để nói hết. Nó mượt, nó nhanh, chủ yếu là do cái màn hình của nó không có 90Hz nên là nhìn nó kiểu nó hơi bị khó chịu con mắt, tại vì mình đang dùng quen con Fire X3 Pro rồi. Con đấy thì màn hình của nó quá đẹp, 2K 120Hz, nên khi mà quay trở lại với những chiếc máy chỉ có 60Hz như này thì nhìn nó sẽ kiểu hơi bị khó chịu thôi. Nhưng đối với những anh em nào đang quen màn hình 60Hz mà sử dụng trên cái con này, vuốt, chạm, mở app hay là tất cả mọi thứ, các bạn nhìn này, camera cũng mở cực kỳ nhanh. Nói chung là hiệu năng của con S15G dù là phiên bản Exynos hay là phiên bản Mỹ Snapdragon thì nó cũng đều mượt, đều nhanh, là tương đồng như nhau. Nhưng trong khi đó thì tất nhiên như con máy này mình đã chia sẻ, khả năng chơi game của nó là ấn tượng hơn rất nhiều so với con máy S15G phiên bản Hàn Quốc. Còn tất cả những cái trải nghiệm khác thì con S15G phiên bản Mỹ này nó cũng giống như con Hàn Quốc mà thôi, bởi vì tất cả những trang bị nó đều là tương đương như nhau, như là màn hình kích thước 6.7 inch, độ phân giải 2K+, tấm nền Dynamic AMOLED cùng tần số quét là 60Hz. Các bạn vẫn có những cái trải nghiệm khi mà xem video hay là chơi game trên đây là cực kỳ tuyệt vời, bởi vì cái giải màu sắc hay tương phản của cái màn hình mang lại là quá ngon, đặc biệt là khi các bạn sử dụng với những cái nội dung có hỗ trợ HDR. Rồi cho tới camera thì các bạn cũng sẽ có ở đây bộ ba camera đằng sau với độ phân giải là 12 megapixel cho camera chính, 16 megapixel cho camera ultra wide, và chúng ta có 12 megapixel cho camera tele. Cùng với đó thì các bạn cũng sẽ có camera TOF để hỗ trợ những tính năng liên quan đến đo độ sâu trường ảnh. Hiện nay thì chiếc S15G này nó cũng đã có thêm cái tính năng đó chính là quay video pro, và nó sẽ giúp cho chúng ta có tính năng đó là sử dụng tai nghe Bluetooth để có thể thu âm khi quay vlog. Tất nhiên các bạn muốn thu âm ngon nhất thì vẫn sẽ phải sử dụng những cái tai nghe đến từ Samsung kiểu Buck Plus, Buck Pro rồi hay là Galaxy Buck thường đó, thì nó cũng sẽ là một số những lưu ý để cho các bạn có những cái trải nghiệm tốt hơn khi mà sử dụng sản phẩm này để quay video. Còn những cái thứ khác thì nói chung là nó chẳng khác
thì so với cái chiếc Samsung Galaxy S10 5G phiên bản Hàn nên là mình cũng không cần phải chia sẻ nhiều. Quan trọng đó là mình muốn chia sẻ đến cho các bạn về mức giá và cũng như là những trải nghiệm về hiệu năng khi mà chúng ta sử dụng để chơi game so với phiên bản Exynos thì nó sẽ như thế nào. Rõ ràng là nó sẽ ngon hơn, tuyệt vời hơn. Nói chung là như vậy, còn các bạn thấy sao về Galaxy S10 5G phiên bản Mỹ thì xuống comment để lấy ý kiến của bạn phía bên dưới. Bạn có thích chiếc máy này hay không thì cũng comment cái ý kiến cá nhân riêng của các bạn phía bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và tham khảo nhé. Còn video này dừng lại tại đây, các bạn có thể hữu ích đừng quên để một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của The Tech. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.